Xin chào tất cả mọi người, mình là Hương Ly và hiện tại thì Ly đang có mặt tại buổi tập chương trình ngày thứ 2 cho tuần lễ thời trang Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week 2017. Ngày hôm nay là bản thân Ly sẽ có một phần trình diễn dành cho ba nhà thiết kế. Trong ba nhà thiết kế lần này thì có hai nhà thiết kế là Ly chưa được thử diễn cho lần nào, bởi vì không biết rằng là bản thân mình có thể có chinh phục được các vị khán giả trong cái bộ trang phục hay không. Hy vọng rằng tối nay Ly cũng như các bạn người mẫu khác và các nhà thiết kế sẽ mang tới những phần trình diễn rất là tuyệt vời dành cho quý vị khán giả, và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng đón xem nha. Hi, tôi là Katie đến từ thương hiệu Sita. Và ngay bây giờ Katie đang ở trung tâm hội nghị quốc gia để tham gia buổi rehearsal cho show diễn của Sita ngày hôm nay. Và tất cả model đã có mặt ở đây rồi, tất cả mọi thứ đã ready. Và tâm trạng bây giờ là vô cùng hào hứng và can't wait for tonight. Chuyện của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, và ở đây thì có rất đông các model nhí rồi model người lớn, và đây là buổi diễn tập của thương hiệu thời trang Canifa. Trong lúc này thì cảm xúc của tôi cũng rất là hơi bồi hồi một chút, vì cũng sắp đến show diễn và chúng tôi đang chuẩn bị tất bật các phần việc còn lại để có thể chuẩn bị cho một show diễn thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu Thảo đến với Việt Nam International Fashion Week thì Thảo rất là vui và chờ đợi cái màn trình diễn của bên mình, đang rất là hân hoan và hồi hộp. Chào mọi người, con tên là Chu Diệp Anh, năm nay con 6 tuổi, con đến từ Hà Nội. Ngày hôm nay con đi đến đây để diễn Canifa và Happy Clothing. Hiện tại con rất là vui, tại vì ở đây có các bạn, mọi người hay theo dõi và vận chuyển diễn của con và tối nay nhé. Đến với International Fashion Week Thu Đông năm nay thì Thủy Nguyễn mang đến một bộ sưu tập tên là Cuba Sài Gòn. Cuba Sài Gòn đến từ những năm 1960, và đây là một cái ý tưởng Thủy Nguyễn cùng với chị Ngô Thanh Vân đã chia sẻ trong bộ phim Cuba Sài Gòn. Khi mà mình đưa cái hình ảnh của phim Cuba Sài Gòn lên sàn diễn thì chị Ngô Thanh Vân cũng đã rất là ủng hộ, vì đây là một cái tác phẩm, một cái sản phẩm mà hai chị em đã rất là tâm huyết. Thay mặt Sita Team, xin chúc Việt Nam International Fashion Week mùa thu đông 2017 một mùa thành công vô cùng rực rỡ. Chúc tất cả các thương hiệu, tất cả các nhà thiết kế đều có những show diễn thành công, và hy vọng tất cả các khán giả giới mộ điệu, những người yêu mến thời trang đều có một khoảng thời gian rất là vui vẻ, chìm đắm trong tình yêu thương thời trang của mình.